Không được khí, lúc trước con ngồi thì cái khí của con nó thông á. Nhưng bây giờ cái khí của con nó không thông nữa mà nó đi nó hay bị chệch cái khí á. Thì nay con vào đây thỉnh pháp thì mà ông giúp cho con để cho con ngồi được cái khí của con được thông, cái tâm của con được tịnh á. Tại hồi đó ngồi mà không có biết Dạ. chấp cái tướng không à. Dạ. Bây giờ phải nhận ra cái tâm Phật. Dạ. Thiền là sống ngay trong Phật chứ không phải cái tướng. Dạ. Vừa khởi niệm Dạ. mình được biết cái năng lực nó biết khởi niệm đó, cái Dạ. đó là Phật. Dạ. Sống ngay cái chỗ năng lượng nó cung cấp cho mình biết phải, biết quấy, biết lành, biết dữ, biết Phật, biết ma. Ngay Dạ. đó. Dạ. Dừng ngay đó. Trước kia thì chị không có tin về tâm linh á, thì lúc mà mình chưa bị á thì lúc nào cũng nghĩ là đấy là người ta nói dối. Nhưng khi mình đã biết rồi thì nó không hề dối một chút nào. Thì cái vong của vong nhiều lúc ấy, cái vong người ta rất là tội. Đi người ta nhiều những cái vong mà người ta còn những lúc mất á là người ta không biết là mình chết, những cái linh hồn á thì người ta khi người ta vẫn cứ vất vờ ở cái nơi mà người ta có những người người ta bị tai nạn á, người ta chết đột ngột, người ta không cảm nhận được là người ta chết mà người ta vẫn nghĩ là mình còn sống nên người ta cứ lang thang ngay cái chỗ người ta chết đó thôi. Con ngồi thiền nhưng mà cái khí của con bây giờ nó bị loạn, nó không có thông được khí. Lúc trước con ngồi thì cái khí của con nó thông á. Nhưng bây giờ cái khí của con nó không thông nữa mà nó đi nó hay bị chệch cái khí á. Thì nay con vào đây thỉnh pháp thì mà ông giúp cho con để cho con ngồi được cái khí của con được thông, cái tâm của con được tịnh á. Tại hồi đó ngồi mà không có biết Dạ. chấp cái tướng không à. Dạ. Bây giờ phải nhận ra cái tâm Phật. Dạ. Thiền là sống ngay trong Phật chứ không phải cái tướng. Dạ. Vừa khởi niệm Dạ. mình được biết cái năng lực nó biết khởi niệm đó, cái Dạ. đó là Phật. Dạ. Sống ngay cái chỗ năng lượng nó cung cấp cho mình biết phải, biết quấy, biết lành, biết dữ, biết Phật, biết ma. Ngay Dạ. đó. Dạ. Dừng ngay đó Dạ. là niệm Phật, Dạ. là tu Phật, là Dạ. thành Phật. Dạ. Chứ không phải niệm ở ngoài mà thành Phật, Dạ. không phải tu ở ngoài mà thành Phật. Dạ. Vì vậy cái chỗ này người ta không biết Dạ. nên tu hoài không ai thành, là như Dạ. vậy đó. Dạ. Biết được chỗ này rồi thì tu thành Phật dễ ợt, không có gì khó hết. Dạ. Dễ còn hơn lấy đồ trong túi đó. Dạ. Thì con ở xa vào nghe pháp của ông thì con bay vào đây thì ông xin ông độ cho con để cho con tu thì con còn vẫn còn gia đình nhá. Bây giờ sao mong ông giúp cho con được cái về cái chuyện gia đình của con á, để làm sao cái chuyện vợ chồng một cho nó cho con làm sao thoát được để cho con dễ tu á. Cố gắng mình tu hành. Rồi bây giờ khi mà mình sống được cái trí huệ, sống được cái biết thì gọi là kiến tánh, thì nhường cho chủ nhân ông làm việc, nhường cho ông Phật làm việc, thì đối phó gia đình rất tốt, đối phó xã hội rất tốt, đối phó nhân loại chúng sanh cũng có lợi ích cho tất cả. Cho nên tới đó là mình độ người được thành công đắc đạo hết vậy đó. Rồi em kể lại cái công việc của em mà em ngồi thiền nó như thế nào, em kể lại cho anh. Tại vì cách đây khoảng 3 năm mà tự nhiên là em có đợt trước ấy, là khi mà em về ở nhà chồng á, là 3 năm là nhà em mà cứ có giỗ á là bắt đầu là khoảng 6-7 vong về một lúc được nhập vào người em được. Không phải là khi người ta vào mượn xác mình mà mình không mất kiểm soát hoàn toàn, cái đó là nếu mà ai bảo là khi vong vào mà mình không biết gì thì đấy là người ta nói láo. Thật ra thì vong vào mình á thì 50% là vong, còn 50% là mình vẫn biết, như ông Nam nói là mình biết. Nhưng mà bởi vì là nhiều lúc á thì do cái lúc mà mình chưa có cái pháp bảo vệ thân á thì người ta vô và vô ra vào ra là tự do.
Nhưng khi mình đã có cái pháp bảo vệ thân, khi mình biết đến cái pháp bảo vệ thân, mình biết ngồi thiền rồi thì mình sẽ không cho người ta vào. Ví dụ như là khi bây giờ mình thích, mình đến nhà ai mình cảm có nhận được có vong mà mình thích cho người ta vào thì là mình cho vào người ta vào rất là dễ. Nhưng mà chỉ có là khi mà mình cho người ta vào rồi thì cái khí ở trong người của mình á, cái nguồn khí trong người mình là bị cái vong người ta hút rất là nhiều nên là sẽ bị mệt. Đấy là những cái là lực của mình nó yếu. Còn như bình thường thì tất cả nhiều lúc thì trước kia thì chị không có tin về tâm linh á, thì lúc mà mình chưa bị á thì lúc nào cũng nghĩ là đấy là người ta nói dối. Nhưng khi mình đã biết rồi thì nó không hề dối một chút nào. Thì cái vong của vong nhiều lúc ấy, cái vong người ta rất là tội. Đi người ta nhiều những cái vong mà người ta còn những lúc mất á, là người ta không biết là mình chết, những cái linh hồn á, thì người ta khi người ta vẫn cứ vất vờ ở cái nơi mà người ta có những người ta bị tai nạn á, người ta chết đột ngột, người ta không cảm nhận được là người ta chết mà người ta vẫn nghĩ là mình còn sống nên người ta cứ lang thang ngay cái chỗ người ta chết đó thôi. Đó thì như cái khoảng cũng gần 3 năm nay là chị ở Hải Phòng, mình vào Bình Dương này thì mình thuê một cái căn nhà đó. Thì căn nhà đấy thì có một cái người cũng bỏ không rồi, thì có một cái người con mà bị nghiện để tai nạn chết. Thì khi gia đình đó chuyển đi chỗ khác thì cái người con đó người ta đâu có biết là nhà chuyển đi chỗ khác mà người ta vẫn cứ về ở đấy. Thì mình về đấy thì suốt ngày là mình cứ bị nhập vô nhập ra suốt à, nó rất là mệt. Nên là mình chỉ nói với chủ nhà là, thì mình vô tình thôi, mình mới hỏi chủ nhà đến thì bảo chị ơi thật ra thì em nói thế này và có phải là chị có con mất ở đây không? Và sao em biết? Bởi vì mình đâu có quen biết chủ nhà gì đâu, chỉ mình đến thôi, chủ nhà thì ở xa. Thì em bảo là chị ơi chị làm lại cho cháu nào, cháu nó không biết nó mất hay thế nào mà nó cứ về đây nó theo xác em. Thì chị mới, lúc đấy chị mới kể tưởng tình, mình mới tả lại cho con chị đấy như thế nào. Bởi vì mình không biết chị đấy, mình không biết con chị đấy như thế nào. Thì tả lại thì người ta mới bảo đúng đấy là con chị. Ngày xưa nó chết gần đây là bởi vì là nó bị nghiện thì đi chắc là uống rượu hay gì á, bị tai nạn xe chết gần đó. Cái vong đó nó cứ vất vưởng theo đó thôi. Là thì mình cũng không, khi mà lúc đấy là như vậy xong rồi 3 năm nay là mình ngồi thiền á, ngồi thiền thì mình mới cảm nhận được là lúc bây giờ là mình không có cho người ta mượn xác mình nữa. Bởi vì hiện trong người mình bây giờ là mình vẫn còn hai cái xác ở trong của mình và không chịu ra. À, mình thì chưa, người ta không chịu ra nhưng mà mình biết được nhưng mình không thể làm thế nào để cho người ta ra được. Bây giờ mình bảo diệt người ta thì nó rất là tội. Nên là mình bây giờ là mình chỉ muốn để cho mình muốn tu, để cho người ta tu theo mình, để người ta đi thôi. Thế còn để mà diệt họ thì họ còn tội hơn mình rất là nhiều. Đó. Không có gì. Dạ. Chị ơi đúng cho gì? Chị ơi cho em hỏi nhá, nếu mà chị đi về ví dụ như trên núi Cấm á thì những cái phần đó nó có vô chị không? Bây giờ thì trên núi đâu có, thì nó cái nhiều vong á thì nó lại do cái tùy cái tần số của mình. Ví dụ như là cái vong đó nó có trùng hợp với cái tần số của mình không. Khi người ta cái vong nhiều, rất là nhiều vong, tại sao nhiều vong không vào được mà nhiều vong lại vào rất là thoải mái? Bởi vì người ta trùng với cái tần số của mình. Khi mình vào lên, ví dụ chị lên đó mà có những cái vong tần cùng tần số thì người ta sẽ theo mình và muốn về mình được vào, chị cho vào thì người ta mới được vào. Còn bây giờ mà chị không cho vào, người ta không được phép vào. Tự như chị đến nhà ai cũng vậy, như có những nhiều những cõi vong á, khi mình đến cái là mình biết nhà người ta có luôn, gia đình người ta có người mất mà chưa, có khi người ta còn lưu luyến con cháu hoặc gia đình người ta không có chịu đi, người ta ở đó thì mình cảm nhận được luôn ở đó. Ví dụ như là gia đình mà từ trước thì chị không có biết thì chị cứ cho vô, nhưng bây giờ là chị không có cho vô nữa, nó chỉ cảm nhận được thôi. Ví dụ như là khi người ta vào được xác mình rồi, người ta bệnh gì hoặc là người ta như thế nào là mình tưởng tượng được hết. Sao mà mình biết ông Năm mình đến đây hả chị? Cũng nhờ bên mình xem cái clip của bên Ngô Cường á, mình lang thang miền Tây á,
là mình mới biết được, bởi vì mình là con người mình rất là lúc nào chỉ thích xem những cái, bởi vì tâm của mình hướng về đạo á, nên khi mình xem được cái clip của cái sở thúc của hai bạn, thế là mình mới tìm đến, là mình thật ra công việc cuối năm của mình nó rất là bận, nhưng mà mình sợ là bây giờ ở kiếp sống thực tại này mà được mà đến để được đến được gặp được ông, đó là một cái duyên của mình và một cái phước của mình rất là lớn mình mới gặp được. Thì chính vì vậy nên mình đi là đi từ lúc 10 giờ đêm, và từ mình từ Hải Phòng vô Hải Bình Dương, xong từ Bình Dương mình đi xe xuống đó. Xuống đây thì đi Bình Dương từ lúc 10 giờ đêm thì tới hơn 2 giờ sáng là mình qua tới đây. Sớm quá thì mình lại phải nghỉ ở chỗ trường tiểu học á. Mình nằm nghỉ tới hơn 5 giờ sáng mình mới lại vào đây, thì thấy là mình thì còn mỗi người một cái ý nghĩ khác nhau. Còn như mình thì đợt ra thì lúc trước ạ, thì khi mới xem của clip của các bạn á, thì mình nghĩ là thôi để Tết xong mình thu xếp công việc thì mình sẽ vào. Nhưng mà xong rồi mình nghĩ là bây giờ thì cái phước của mình đâu phải ai cũng biết đến, nên là mình đã biết đến rồi thì mình đi luôn, chứ mình không có đợi thời gian nữa. Mà mình đến ông Năm này có nhờ ông Năm để giúp mấy cái phần căn đó tu không hả chị? Có, vì hôm qua thì các bạn không đến, hôm qua thì mình có một cái căn vong nhỏ, bé nhỏ của mình thì vẫn không chịu đi, để là cái con của mình không có chịu đi. Thì khi gặp ông ấy là khóc cầu xin ông. Và mình đến gặp ông ấy là bắt đầu là khóc lóc cầu xin á, cầu xin ông, thì cũng bé không muốn rời xa mình. Nhưng mà ông hôm qua là ông mà cho vào để quy y của cửa Phật, quy y ở ông, thì chị cũng thấy nó nên là chị bảo thôi ở đây một tuần để nhờ ông trợ duyên cho, lại trợ duyên cho chị để cái đường tu của mình nó đỡ, nó đúng và con đường chính đạo, nó không có đi lạc hướng về những cái tà đạo của mình. Bởi vì khi gặp một cái pháp để cho mình chính đạo, con đường chính, cái đường đạo của mình được chân chánh á, thì nó rất là khó. Bởi vì bây giờ tu thì nó rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ sợ là mình tu chật á, tu chật mà đi vào con đường tà đạo thì muôn nghìn kiếp của mình nó sẽ rất là khó. Nên được làm người là một cái mà thật ra thì khi mình biết về tâm linh á, được làm người, được một cái xác thân như thế này nó đã rất là khó rồi. Theo như lúc nãy là chị nói là trong cơ thể chỉ có hai cái dòng, mà cái dòng nãy thì con của chị, còn cái dòng kia của ai chị biết không? Dòng kia là của bố chồng chị. Wow. Của bố chồng chị, nên là bố chồng chị thì mất kể từ lúc 2010. Bao nhiêu năm nay là bố chồng chị vẫn cứ hợp với chị, là vẫn cứ theo mượn pháp chị ở đó. Nhưng mà bởi vì chính vì hai cái vong mà toàn những người thân, nên chị không có gì diệt, không có nhờ thầy hay là gì diệt cả, mà chị muốn để cho hai người thân của chị cùng chị tu, nếu đủ phước duyên thì để cho được siêu thoát. Chứ còn mượn xác chị như thế này thì rất là tội. Theo chị là cái vong nằm ở trong cơ thể mình, chị có làm chị bức ức không? Có nhiều cái nó rất là khó chị em. Khi chị ngồi thiền á, bình thường ngồi thiền thì những cái khí của mình nó thông á, nhưng khi có những cái vong ở đấy nó hay bị tắc khí á, nên là những cái tắc khí thì nó rất là khó trong người mình. Khi những người tu thiền nó rất là khó. Khi mà cái xác mình nó ngồi thiền á, mà cái vong đó nó không chưa ngồi, nó có khóa mình không chị? Có chứ, bởi vì là không cảm nhận được, cứ ra rô tự nhiên người chị đang bình thường như thế này, thì chị đang ngồi thế này, nhưng khi họ ra cái là họ phật tay chị ra thế này. Có nghĩa là họ ra được cái là ví dụ như tay chị đang bình thường thế này, nhưng khi họ ra cái là họ phật một cái phát như thế này, rất là mạnh đó. Thì mình biết được cái điều đó, khi mà nói ra thì nó rất là kỳ, bởi vì những người hiểu về tâm linh thì họ sẽ hiểu được. Còn nếu như mình nói mà làm những cái mà nó không, những người mà không có ở, không phải tâm linh á, thì thường thường là người ta hay nói mình là nói dối, nói điêu á, nói là mê muội.
nhất là ở Bắc của chị á. Thật ra người Bắc của chị người ta sống với cái cuộc sống bon chen rất là nhiều, cho nên là về cái tâm linh họ rất là ít. Nên là chính vì vậy nên là khi chị vào đây được thì cái cuộc sống của mình nó thấy thanh thản. Như còn như đợt trước mà chị mới bị như vậy á, chị không kiểm soát được ạ, cứ vô ra suốt ngày mà toàn người ta bảo chị là bị tâm thần á. Không có tin về tâm linh thì toàn bảo là mình trả vờ mới bị tâm thần á. Chị mất đợt đấy là chị mất gần 3 tháng rồi ạ. Đến nỗi mà mẹ đẻ của chị á, mỗi lần cái vong vào á, đến mẹ đẻ của chị với các cháu chồng của chị này, thường thường lấy cái roi mây to như 2-3 đầu ngón tay xong tẩm nước tiểu xong đánh nhá. Nhưng mà lúc đấy đánh là đánh chị chứ cái người ta đâu có ảnh hưởng gì. Người ta khi mà vào cái là khi bị đánh là người ta vô thôi. Thì mắt thường của mình người khác không biết được, thì chỉ có mình mới biết được. Thì đánh là đánh mình chứ đâu có đánh những cái vong đấy đâu. Nhiều lúc chị sợ á, bây giờ chị nghĩ lại chị cũng sợ. Nhiều lúc còn đổ nước đái vào mồm chị á. Đó là phải bắt người ta làm như vậy á. Nghĩ đến cái khoảng thời gian đấy là chị rất là sợ đến. Mà lúc đó là chị nhờ niệm Phật. Thì chị niệm Phật thì cái tâm của chị là nhất nhất về Phật. Thì cái tâm về Phật thì tự nhiên là chị niệm nhiều mà cứ tưởng tượng đến Đức Phật á. Thì hôm đấy chị niệm tự nhiên lại có một cái luồng ánh sáng này. Được luồng ánh sáng rất là đẹp vàng đi thẳng vào trong cái luân xa 6 của chị. Thì lúc đó nó chỉ ở trong một thời gian khoảng 3 tháng. Trong khoảng 3 tháng đấy là lúc đó là cái tánh Phật của mình có. Thì tự nhiên chị làm cái gì hoặc bất cứ nghĩ đến cái gì, làm điều gì đó thì là mình nghĩ đến mọi người trước đó. Mình đặt vào hoàn cảnh của người ta trước để suy nghĩ. Xong rồi chị lại vướng vào một xong rồi chị vào đây. Vào đây thì ở với mọi người, những cái người mà cứ gọi là xã hội á, thì chị lại bị nhiễm tạp vào đó. Chị chưa có, lúc đấy thì chị đâu có ngồi thiền, chị chưa có pháp thân cao, thì chị bị lại vướng tạp. Lúc đó là tự nhiên là chị lại mất hết cái tính Phật của mình. Thì bây giờ chị ngộ nhận ra được, thì khi mà xem cái clip của các em thì chị mới lại đến tìm đến ông Năm để chị tìm lại chính bản thân của mình. Là hết hả chị? Hết. Cảm ơn chị nha.